dưới nó rất gần nhau. Kẹp. Kẹp tức là cái ngưỡng trên nó 120, ngưỡng dưới là 170. Vâng. Chênh nhau có 10 số. Vâng. Thế mà tôi không có làm, tôi chỉ người ta tự làm ấy, vuốt này. Vuốt dọc từ đây xuống, đến 50 cái. 50 cái. Còn tụt xuống, dưới 90 rồi. Tức là nó chỉ tụt xuống dưới thôi đúng không ạ? Tụt xuống dưới, trên vẫn còn bên. Trên vẫn còn. À. Tụt xuống dưới không? 50 cái. 50 cái. Vâng. Nó chỉ dần lạ đấy. Mà đo ngay đấy, người ta làm xong rồi đo luôn đấy, chứ không phải là đợi thời gian 1-2 phút gì đâu. Yeah. Đo luôn, để bấm cái lát là đo luôn. Và cái người ta làm tự hồ, nói như thế, người ta giật mình. Ở đây tôi không có lừa bịp gì, mà tự tay các vị làm. Thế xong rồi là huyết áp thì nó hiện số điện tử đấy. Đúng rồi. Mọi người biết hết. Đúng rồi, không cãi được. Không giấu giếm gì cả. Chính xác. Cái chuyện này đấy, lần sau thấy có cái hiện tượng huyết sẽ là nó sẽ xuống. À, dạ. Yeah. Bác làm cho ông lâu không? Hay là hướng dẫn ông tự làm? Hướng dẫn người ta tự làm chứ mình không làm. Dạ. Hướng dẫn người ta tự làm, người ta tin cho người ta. Chứ mình đụng tay rồi người ta lại sợ rồi là ma thuật hay cái gì vân vân. Cái diễn giải rất là đơn giản. Nhưng mình không khéo thì có khi người ta nghi ngờ mình. Thế thành như là mình cố gắng để mà làm sao để người ta thật là thoải mái. Hay quá. Bác vuốt như thế bao nhiêu cái bác? 50 cái, vuốt một chiều ạ. Vuốt một chiều, từ cái môi xuống đây. Vuốt nhẹ nhàng thôi đúng không? Nhẹ nhàng thôi. Từ cái môi xuống thẳng. Dọc đây nó có một cả một cái loạt hiện ra đây. Cho nên là nó tụt cái ngưỡng dưới xuống. Còn ngưỡng trên nguyên sinh. Còn nếu muốn ngưỡng trên thì tôi dạy người ta bảo không biết gì thì móc tay kéo. Kéo xuống ngón tay này thì móc vào đây là nó sẽ móc mạnh, nó sẽ vào hiện 15 luôn. Vâng. Kéo lên kéo xuống cái này. Vâng. Đấy nó như này. Sau là nó tụt cả trên. Tụt cả trên ở dưới. Cả trên ở dưới luôn. Làm như này là cả trên ở dưới luôn. Không xuống này. Kéo móc cái ngón tay này. Thì cái kiểu gì nó vào hiện 15. Cái hõm móc tay. Ừ. Lúc đầu thì dạy người ta những việc đơn giản mình biết xem để sau đó hướng dẫn người ta làm thì nó đúng như thế. Mà lại mua một cái huyết áp ôm râu để đeo tay này, nó dễ dàng, người ta dễ nhìn. Thế rồi là nó cũng không có cồng kềnh khó khăn đưa người ta ấy luôn. Nên là kiểm tra thực tế người ta thích lắm. Nên là làm trên những công trường xây dựng nó nhiều cái rất là hay. Có những cái đơn giản bệnh nhân người ta làm. Ví dụ như là kể cả cái bị ngoẹo cổ này này. Tôi có đấm vào đầu gối này 7 cái. Nó sẽ bị, nó nhảy cái cổ này liền. Những cái chuyện nó rất đơn giản. Tức là sau một đêm làm có cứng cổ vai gáy rồi. Cứng cổ vai gáy. Vâng. Nó là cấp tính. Vâng. Tôi không có làm, tôi xui ra đấm vào đầu gối này 7 cái. Của bên bị cứng là bên kia. Bên nào? Cái đây là cái của dân gian, cách chữa của dân gian. Chứ cái này thì tôi học cả trong dân gian và thầy Châu cũng áp dụng trong dân gian vào rất là nhiều. Những cái câu ngạn ngữ thầy Châu nó có khi mọi người đây cũng biết là có những câu rất là hay, tuyệt vời đấy, chứ không phải là tôi là cái người rất là tò mò. Xem và biết nhớ từ những cái chuyện nhỏ nhỏ của thầy Châu. Nhiều câu hàng rất là hay. Nên rồi hoặc là ví dụ như là cái người ngày xưa mà đẻ thì tức là người ta làm gì có cái gì không có phương tiện gì hết chứ. Khi cái người đẻ mà không đẻ được, tử cung không mở, người ta giã cái
cái đu đủ xanh ra, xong người ta lấy vải xô và quấn vào cái cổ chân. Cái cổ chân này tức là cái khu vực này là cái khu vực nếu cái đông y nó có một việc tam ăn ra chỉ có khoảng 5 đến 10 phút thì cũng sẽ lành. Nó la như thế chứ không thể. Thế và cái người mà đến tháng sinh rồi mà cái thai nó ngược, nó không xoay, nó bắt đầu nó quay lên, nó không quay đầu xuống được ấy. Người ta sờ vào cái ngón chân út, về cái đầu ngón chân út, về cả hai bên, một lúc nó xoay. Đấy như chuyện trong dân gian vậy, cái điều gì làm hành thế. Mà Hành Châu rất hay để ý đấy, mà chỉ có tôi tò mò thì tôi mới xem được những việc cái thế, chứ là không có thời gian nhiều mà không tò mò thì không biết được những chuyện như thế. Cho nên biết được những chuyện như thế thì nói tất cả đỡ cái bất công thì cái này thì mình những chuyện của thầy mình dạy mình chứ không có ai khác. Tôi làm được không có học một ngày nào, nhưng tôi làm được bởi vì tôi rất tò mò. Cái gì tôi phải xem mặt được và phải suy nghĩ và thể hiện trước mình cũng phải đóng học phí. Chứ còn không đóng học phí thì mình cũng không thể biết được. Có những cái phải thử, có những bệnh mình thử trên thân thể mình thì mới biết được. Rồi sau đó chứ còn nếu mình không thực tế làm thì cứ nói suông, nó chỉ là lý thuyết. Cái khoảng từ lý thuyết đến thực hành nó dài từ từ đây một trăng, chứ không phải cứ nói lý thuyết ngồi đấy thì nó rất là dài, dài vô tận như thế. Nên là chúng ta cứ phải làm, làm thì nó mới vỡ ra được. Mình chứ không có lao động, không có tất cả, còn có lao động là sẽ có thành quả. Thế cho nên mọi người cứ yên tâm như thế. Thôi, tôi cảm ơn.